Sau khi ngôi nhà này xây xong, cũng là lúc con trai và con dâu của bà Triệu Thị Hoàn quyết định rời xa gia đình và con nhỏ để xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc làm thuê trả nợ. Xuất cảnh trái phép cũng đồng nghĩa với việc có thể bị chính quyền sở tại bắt giữ bất cứ lúc nào. Và những điều không mong muốn nhất đã xảy đến với các con của bà Hoàn. Thấy vợ quần áo rách quá, thì nó mới bảo là đưa vợ đi lấy quần áo, đi ban đêm khỏi đi ban ngày đâu. Đưa vợ đi mua quần áo, thế là gặp cảnh sát giao thông bắt chồng thôi, cho vợ về. Thì vợ nó ở lại có một hôm 12, 13, thế là 14 nó bảo đi tìm chồng nó. Sáng 14 nó bảo đi tìm chồng nó viết có mấy chữ đó, nó bỏ ở trong phòng nó mà. Nếu anh không thấy em về thì em bị công an bắt, anh không phải lo, bảo thế. Đã nhiều tháng, các con không gọi điện cho bà. Những đứa cháu cũng không còn được nói chuyện với bố mẹ qua điện thoại như trước. Bảo khổ quá, không có tiền để làm, kiếm tiền về nuôi con trả nợ lại. Thì bây giờ lại bị bắt, bây giờ có bà nuôi hai đứa cháu này khổ lắm. Chẳng biết bao giờ chúng tôi mới được về. Nhưng là khóc nhiều nó mơ cả mắt rồi. Người ta bảo đừng nghĩ nhiều mà. Đêm hôm ngủ lại ngủ với hai đứa con làm gì mà chẳng nghĩ. Con trai và con dâu bị bắt, một mình bà ở nhà cùng những cháu nhỏ, vừa cố gắng kiếm ít đồng từ ruộng măng, nghề thuốc của làng, vừa chăm lo sớm tối cho các cháu vẫn còn thơ dại. Đêm hôm còn phải dạy nó học, mắt lại kém đeo kính để dạy nó học chứ. Lúc bố mẹ nó ở nhà nó đã biết chữ nào đâu. Khát khao được gặp bố mẹ của những đứa trẻ lại càng khiến bà Hoàn đau lòng. Và những giây phút như thế cũng chính là lúc bà cảm thấy hối hận. Hối hận vì đã không ngăn cản con mình ở lại. Để giờ đây, đổi đời đâu chưa thấy. Nhưng điều thấy rõ là nỗi buồn của những đứa trẻ. Và con đường quay về của các con bà thì rất xa xôi. Vâng, chúng ta có thể thấy rằng là cái thị trường xuất khẩu lao động nước ngoài mặc dù là một mảnh đất rất là màu mỡ cho thanh niên Việt Nam chúng ta, tuy nhiên thì cũng tiềm ẩn không ít những cái rủi ro khác, đúng không ạ? Đặc biệt là cái vụ gần đây khi mà cả thế giới chúng ta đang phải rúng động và tiếc thương cho 39 nạn nhân ở trong thùng của container, và những cái nạn nhân này thì cũng là do xuất khẩu lao động chui sang Anh. Vâng, để chỉ hình dung là vụ 39 người chết, chúng ta rất tiếc thương, và bất luận họ đi với lý do gì, hợp pháp hay không hợp pháp, thì đấy cũng gọi là một tổn thất rất lớn cho cộng đồng con người nói chung của chúng ta. Đến thời điểm này thì các cơ quan chức năng của Anh Quốc thì vẫn chưa thể xác định được danh tính cũng như là quốc tịch của 39 nạn nhân trong vụ việc này. Và câu chuyện này thì một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh cho những người có ý định xuất khẩu lao động chui, phải không ạ? Vâng, bởi vì đã là lao động chui thì anh phải xác định, nhưng mà con người ta như tôi nói với anh nhé, cái bả vinh hoa nó treo trước mặt, nó mê dụ người ta kinh lắm, cái bả vinh hoa. Đôi khi đi là biết là rất mạo hiểm đến tính mạng rồi, cũng giống như anh, đánh bạc, biết thừa đi rằng có thể mình mất cả gia sản. Thế nhưng mà cái máu, cái trong con người ta có một cái máu để muốn đạt được cái gì đấy. Đấy, một cái gì đó sung sướng, một cái gì đó làm nó cũng tương đương chỗ kia nhưng tiền có thể thu nhập gấp đôi. Thế cho nên người ta sẵn sàng, người ta vẫn đánh bạc, mang cả nhà cửa ra để cược, để đánh bạc, đúng không? Đấy, tức là trong con người người ta tiềm ẩn cái đấy. Thì xuất khẩu lao động, anh lại hình dung thế này này. Nếu anh đi trái phép thế, tức là anh mang mạng sống ra đánh cược. Anh đánh cược bằng tài sản của anh cũng được, nhưng không nên đánh cược bằng mạng sống của mình. Bởi vì mạng sống là cha mẹ và trời đất sinh ra mình, anh phải quý trọng cái bản thân của mình. Đấy mà tôi vẫn muốn nói rằng thế này này. Tất nhiên mỗi con người một lựa chọn, thế anh phải tính mà làm sao đó đấy để cho mình tồn tại được. Thế thì nó mới cái hạnh phúc hay hay không thì lúc đó lại phải tính tiếp, nhưng anh phải giữ được cái mạng sống của mình.
Dạ vâng, tôi cũng hoàn toàn đồng ý với lại các quan điểm của nhà báo Trịnh Bá Ninh. Mấy ngày hôm nay khi mà đọc những cái tin tức như thế thì tôi cũng rất là cảm thương cho gia đình của các nạn nhân như vậy. Và tôi cũng không hiểu làm sao mà các cái chàng trai cô gái lại có thể bất chấp ngay kể cả tính mạng của mình để có thể đến những cái miền đất hứa như vậy. Không biết là nhà báo Trịnh Bá Ninh thì suy nghĩ sao về cái điều này? Thực ra thì những người đã mất rồi chúng ta không có điều kiện để họ có thể trả lời chúng ta những câu hỏi đấy. Như những người mà đã khoảng 5 lần 7 lượt ấy, đi vượt đi rồi là thất bại trở về thì người ta đã kể lại cho chúng ta những nỗi kinh hoàng như thế. Bởi vì có rất nhiều gia đình mà chúng ta phải hình dung là người ta gọi là cái gì? Thì người ta gọi là chót, nó gọi chót rồi. Đấy, đâm lao phải theo lao thôi. Bây giờ ví dụ có một khoản nợ nào đó, bây giờ ví dụ như gia đình nhá, tôi nói anh chị gia đình ví dụ đi bệnh viện, thế rồi là có một khoản nợ nào đó khoảng 200-300 triệu. Bây giờ nếu ở nhà mình nhìn về phía trước của mình 5 năm nữa, mình làm sao kiếm đâu ra được? Không thể kiếm được 200-300 triệu. Chỉ có mỗi con đường vay thêm một ít tiền nữa, đi sang nước ngoài, rồi chúng ta bằng cách đấy chúng ta hồi lại vốn sau. Tâm lý bao giờ cũng thế, tâm lý thế. Chứ còn ai chẳng muốn sống trong vòng tay của bố mẹ, anh chị em, bạn bè, ai cũng muốn thế. Thêm vào nữa, đằng ở phía đầu bên kia thì rất nhiều người quen bảo ông cứ yên tâm, sang đây chúng tôi trợ giúp. Hai cái nó tạo thành một cái lực, nó hút người ta đi khỏi cái dòng chảy, cái quỹ đạo đấy, người ta bỏ cả con bé, vợ nhỏ, bố mẹ già lại. Đấy là tâm lý, gọi là tâm lý có thật, người ta tâm thế của một thời, tâm thế ở một thời điểm. Ngày trước, những năm 90, tâm thế đi lao động xuất khẩu ở châu Âu. Bây giờ sang đến thế kỷ 21, tâm thế đi lao động, đi tìm đến những miền đất, ở đấy có thể thu nhập cao hơn. Đấy là chuyện có thật. Vâng, qua những chia sẻ vừa rồi của nhà báo thì chúng ta có thể thấy là xuất khẩu lao động đó là một miền đất hứa. Tuy nhiên thì cũng tiềm ẩn rất là nhiều rủi ro. Vậy thì nhà báo sẽ có những cái lời khuyên như thế nào đối với những người có ý định xuất khẩu lao động chính thống? Và đặc biệt là có lời khuyên như thế nào đối với những người mà có ý định là xuất khẩu lao động chui ạ? Thực ra là lao động chính thống của chúng ta là chúng ta có được một số thị trường thôi. Nhật Bản là 1, Hàn Quốc là 2, Đài Loan là 3. Và một số thị trường nó rất nhỏ. Mà ở đấy là những cái thị trường đó bây giờ cũng đã sang đấy rồi thì một số lại ra ngoài để làm việc trái pháp luật. Thế rồi lại bị trục xuất về, vân vân và vân vân. Thế bây giờ có những miền đất mà ở miền đất châu Âu thì thu nhập sẽ cao hơn là chắc chắn. Mà đấy lại có những người mà sẵn sàng đồng hương, giang tay ra đón đỡ. Thế là lập tức một số bạn sẽ lên đường. Và điều đó người ta gọi là đấy là cái thứ gọi là rất là khó ngăn cản, khó khuyên. Nhưng mà tôi thì tôi chỉ muốn nói một điều thế này. Những người ra đi thường là thế này. Thường là ở trong nước, cái khả năng của họ để mà có thể cạnh tranh được nhá, cạnh tranh được với tất cả cái việc để có thể có một khoản thu nhập nào đó hơn cái việc ở nước ngoài là chắc chắn không có. Cho nên họ mới đi chứ. Còn nếu ở đây họ có khả năng để cạnh tranh được. Đấy, tức là nói tóm lại trong một chừng mực nào đó người ta vẫn ở một tình thế gọi là yếu thế hơn. Còn đã ra đi thì phải bằng mọi cách phải đi con đường hợp pháp. Bởi vì nếu không hợp pháp thì nó nguy hiểm tính mạng quá. Tất nhiên có rất nhiều người đã từng thoát. Nhưng cái người đó lại đến lúc không may nó rơi vào mình thì sao? Các bạn phải tính đến điều đó nhé. Bao giờ trong cuộc sống phải tính đến cái phương án người ta gọi phương án xấu nhất. Phải tính như thế thì mới được. Còn nếu không thì nó quá mạo hiểm. Bởi vì đi nước ngoài, tôi cũng nói luôn với anh, với các anh, với chị là đã các bạn đấy ở trong nước đã khó cạnh tranh thì ra nước ngoài khó cạnh tranh gấp vạn lần. Bởi nước ngoài, các nước đang phát triển họ rất là quyết liệt, nhưng sợ nhất đó là cái chuyện không giấy tờ. Không giấy tờ là không bảo hiểm nhá, không ai bảo vệ anh nhá, lơ mơ có thể bị bắt trục xuất về nhá, có thể được cứu mang được. Nhưng cũng lại phải nói rằng những người đồng hương của mình hôm nay người ta làm ăn tốt cứu mang được, thế ngày mai người ta không làm ăn tốt thì lúc đó làm sao cứu mang được anh đấy. Cho nên con đường đi các bạn phải cân nhắc thật kỹ, vì phía sau các bạn còn mấy chục năm nữa mà. 50 năm, 60 năm nữa, các bạn cũng phải có một niềm tin rằng là bằng sức lực của mình nhé, bằng sự cố gắng và nhận thức thật đúng lựa chọn của mình, các bạn vẫn có cơ hội cơ mà. Vâng, xin cảm ơn những lời khuyên của nhà báo Trịnh Bá Ninh dành cho các bạn thanh niên trẻ. Thưa quý vị, hoạt động xuất khẩu lao động của Việt Nam thì đang ngày càng mở rộng đến nhiều quốc gia và các vùng lãnh thổ trên toàn thế giới và đáp ứng được một phần nhu cầu về nguồn lao động của các nước với đủ các loại hình lao động khác nhau. Vâng, và tuy nhiên thì người lao động khi muốn đi làm việc ở nước ngoài phải nhận thức được những rủi ro có thể xảy ra và lựa chọn cách đi tốt nhất để được bảo vệ, không vi phạm pháp luật, không bị trục xuất về nước. Vâng, và có như vậy thì giấc mơ đổi đời của miền đất hứa mới thực sự là có giá trị. Và xin được cảm ơn những chia sẻ của nhà báo Trịnh Bá Ninh về câu chuyện xuất khẩu lao động ngày hôm nay.